Dai-ichi Việt Nam quy định trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm tại Điều 14. Điều 14. Các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. 14.1. Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp tử vong. Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định tại Điều 10 của quy tắc và điều khoản này nếu người được bảo hiểm tử vong do bất cứ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây gây ra: A. Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, tùy ngày nào xảy ra sau; hoặc B. Nhiễm HIV, bị AIDS hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS, hoặc C. Sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái phép các chất gây nghiện, hoặc D. Bị tử hình, tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chống cự khi bị cơ quan chức năng bắt giữ hay vượt ngục, hoặc E. Các hành vi phạm tội của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng. Trong các trường hợp nêu trên, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả lại bên mua bảo hiểm giá trị nào lớn hơn của một trong hai khoản sau: A. Giá trị tiền mặt thực trả, hoặc B. Tổng số phí bảo hiểm đã đóng cho sản phẩm bảo hiểm này sau khi trừ đi các khoản tiền mặt định kỳ và lãi phát sinh từ khoản tiền mặt định kỳ nếu có mà bên mua bảo hiểm đã nhận theo quy định tại Điều 9.4, các khoản nợ nếu có và các chi phí hợp lý liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nếu có. Trong trường hợp này, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không chi trả các khoản tiền mặt định kỳ đã phát sinh mà bên mua bảo hiểm chưa nhận nếu có. 14.2. Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn theo quy định tại Điều 11 sẽ không được chi trả nếu người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do bất cứ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây gây ra: A. Tình trạng thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trước ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm gần nhất nếu có, hoặc B. Hành động cố ý hoặc có tính toán của người thụ hưởng hay của bên mua bảo hiểm hoặc của người được bảo hiểm, hoặc C. Tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chống cự khi bị bắt giữ hay vượt ngục, hoặc D. Chấn thương do tham gia các cuộc đua, các loại hình thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt động dưới nước có sử dụng mặt nạ thở, hoặc E. Chấn thương do bay hoặc tham gia các phương tiện hoạt động trên không trừ phi với vai trò hành khách có mua vé của một hãng hàng không dân dụng có giấy phép hoạt động và lịch trình bay, hoặc F. Nhiễm HIV, bị AIDS hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS. Trong các trường hợp thuộc phạm vi các quy định loại trừ nêu trên, nếu bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hợp đồng các quyền lợi bảo hiểm khác, như quyền lợi bảo hiểm khi hợp đồng đáo hạn hoặc quyền lợi bảo hiểm khi người được bảo hiểm tử vong không thuộc phạm vi loại trừ tương ứng sẽ vẫn được chi trả. Nếu bên mua bảo hiểm không muốn tiếp tục duy trì hợp đồng, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả lại cho bên mua bảo hiểm giá trị tiền mặt thực trả. 14.3. Trong trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra hành vi phạm tội đối với người được bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam vẫn trả quyền lợi bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo tỷ lệ thụ hưởng tương ứng của những người thụ hưởng này.